nước hoài. Được mở tô rồi.
Chúng ta đã được nửa đại đường rồi, quý vị ơi. Rồi. Coi cô đem lên con nó. Vậy mà có ba chán đồ bãi đi quay cặp bản nè đăng như vậy nào quay thoải mái cái cặp này phải của em không cả nhà ơi, thật sự là khi mà thấy những người nghệ sĩ mà xả thân vì nghề rất là thương, thấy em lăn chợt hết hồn, làm chạy vô, làm hai chạy vô, còn sao quá, dạ. Đổ thương. Chụp đi. Ok, rồi ok. Hơi nóng nha. Chị Thảo lên chợ.